Wow, cái kẹo của Vani là màu hồng. À, dưa hấu. Còn cái bạn Ruby cũng màu hồng luôn hả? Vị dâu. Vị dâu. À. Trời ơi, còn có đèn nữa nè. Bạn ơi. Ồ. Các bạn nếm thử nha. Trời ơi, trời ơi, không vô nào. Rồi con lại đi. Con vô miệng coi nha. Wow, một cái. Tiếp. Trời ơi, con mạnh quá. Trời ơi. Trời ơi. Ăn kẹo hả? Wow, ngon quá vậy. Mẹ có mua đồ chơi cho hai chị em nè. Mấy hai chị em ở nhà chơi ngoan quá ha. Hôm nay mẹ đi siêu thị đó, thì mẹ thấy có cái đồ chơi này mới lạ đẹp lắm. Thế là mẹ mua cái này nè. Cái này mẹ mua cho Vani nha. Mẹ mua 2 cái. Rồi, còn mẹ mua cho Ruby một quả chuối. Một quả chuối với lại một cái trứng màu hồng. Bây giờ mẹ sẽ bóc ra cho hai bạn chơi nha. Dạ, bóc này trước. Đây, đây là quả chuối của bạn Ruby nha. Đây mẹ mua cho Ruby một quả chuối. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bóc tiếp cho bạn Vani. Bạn Vani được tới 3 quả chuối luôn. 3 bộ bể cắm 2. Bây giờ Vani nghe mẹ hỏi, quả này màu gì? Màu đen. Màu gì? Màu đen. Không, quả chuối này màu gì nè, màu gì? Yellow. Màu này màu gì? Màu purple. No, purple đây mà. Màu này màu gì? Màu hồng. Đúng rồi, màu hồng. Màu này màu purple. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ăn chuối nha. Cái này là đồ chơi hay đồ ăn ta? Mẹ uống quá. Đồ ăn á hả? Phải không ta? Phải. Phải đâu? À, mẹ biết rồi. Ở trong đây nó sẽ có những con vật ở trong đây nè, bất ngờ. Bây giờ mình khui ra mình mới biết được. Cái này mẹ Dương mua là 299.000, 3 quả chuối. Ở trong sẽ là những bạn đồ chơi bất ngờ. Và mình sẽ không biết được đó là cái gì ở trong hết. Hai quả, 3 quả purple and pink. À, chúng ta sẽ cùng bóc ra nha. Để xem cái ở trong là những cái gì nè. Ở trong biết cắt kéo á. Đây, chúng ta sẽ mở ở đây nha. Ồ, trời ơi. Mỗi một quả chuối sẽ có rất là nhiều bạn ở trong nè. À, có một bạn thôi. Và đây là sticker. Em mời cho con đi. Trời thơm quá à. Trời thơm luôn. Đây mẹ sẽ mở cho bạn Vani nha. Wow. Từ từ để đây lát nữa mình sẽ lắc nha. Đây, đây là phụ kiện đi cùng như vậy nè các bạn. Và đây là những cái hình dáng. Đó. Ê, trong đây còn một bịch nữa nè các bạn ơi. Đây nữa nha. Một quả chuối sẽ có tất cả là 3 bịch lận. À, cái đồ móc. Giống như cái móc khóa vậy. Rồi đưa mẹ tiếp quả chuối nữa, mẹ sẽ bóc nha. Quả chuối này ở trong sẽ có. Chúng ta lột chuối ra ăn nha. Đó, lột chuối như vậy nè. Sẽ gồm có 3 bịch luôn, 1 bịch, 2 bịch, giống màu vậy mà, giống màu vậy quá à. Ừ, đúng rồi, và 3 bịch. Quả chuối nào cũng sẽ có 3 bịch. Đó. Bây giờ mẹ sẽ bóc 3 bịch này ra và coi ở trong nó là cái gì nha. À, bạn màu xanh. Rồi, còn một quả chuối bắp bò ở đâu? Đây, ở trong Để mẹ quạch chứ không bóc vôi nữa. Dưa đâu trong dấu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bóc tiếp quả chuối purple. Purple là màu gì ta? Purple là màu tím đúng không? Tím purple. Đúng rồi. Vani có thích ăn chuối không? Đó đúng không? Rồi, chúng ta cùng ăn chuối nha. Bóc chuối. Bóc chuối. Rồi, có 3 bịch luôn. 1, 2 và 3 bịch. Chuối là thơm. Ngon, tao muốn ăn được. Rồi mẹ sẽ cắt luôn. Wow, có hình dáng luôn. Wow, bạn này màu hồng. Trời ơi, dễ thương quá. Thương quá à. Mẹ ơi, hai cái mặt này của ai vậy? Của Ruby. Rồi, cái quả chuối của Ruby đâu? Đây nè. Đây, quả chuối của Ruby đây. Của em. Quả chuối hồi nãy của Ruby quả nào ta? Của em à. À, cái của em. À, đúng rồi, để xin lỗi. Của em. Cái này của bạn Ruby. Cái này của em. Bây giờ mẹ sẽ bóc tiếp quả chuối thứ tư. Rồi, nó sẽ lột chuối ra. 1, 2 và cũng có 3 bịch luôn. 1, 2, 3. Màu xanh. Wow, bạn này màu xanh luôn. Nãy giờ mình bóc không bị trùng quả nào hết. Không bị trùng. Wow. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bóc tiếp quả trứng cuối cùng của bạn Ruby. Ruby là quả trứng màu hồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc trứng ra. Ở trong là đồ chơi các bạn ơi. Em mở đồ chơi nè. Lộn cho các bạn chơi coi cùng với. Ở trong là 2 cái ly. Một cái gì đây ta? À, cái bánh. Cái nắp. Cái bổ. Mình có bạn này là 1, bạn này là 2, bạn này là 3. Đây. Đó. Đúng không? Và bạn màu xanh này là bạn nào ta? Là bạn này. Đúng rồi, đó. Yeah. Mẹ Dương mua cho bạn Ruby và Vani không bị trùng luôn, may quá. Bất ngờ làm sao mà lại không bị trùng thành 4 bạn giống nhau. May ghê luôn các bạn ơi. Nhưng bạn này của ai? Bạn này của Ruby. Đúng không? Đó. Đây, chúng ta có sticker, chúng ta sẽ dán lên tay nha. Ruby đưa tay mẹ dán ra. Wow. Rồi, cái lượt Vani. Các bạn ơi, mẹ Dương đã vừa xếp xong 4 bạn nhỏ này. Bây giờ mẹ Dương sẽ cho 4 bạn này vô trong quả chuối để đi ngủ nha. Rồi chúng ta mở chuối ra và cho các bạn đi vô đi ngủ nè. Rồi để đắp lại cho các bạn ngủ nha. 1 bạn của em, mẹ biết rồi, chút nữa em sẽ lấy. Rồi, 2 bạn. Ba bạn. Rồi, 4 bạn. Rồi, đây là 4 bạn chuối. mẹ cho Ruby và Vani nè. Đây, cho Ruby với Vani nha. Rồi, của em. Rồi, đây của Ruby hả? Của Ruby á. Đúng rồi. Đâu rồi, cái quả trứng màu hồng kia của Vani, Ruby đâu? Các bạn ơi, còn đây là những cái trái cây. Đây là những cái trái cây để cho những cái bạn thú hồi nãy bạn ăn nha. Đó, có cả kem nè, không ta? Rồi trái dâu nè. Dễ thương quá à. Khi nào các bạn ấy đói thì chúng ta sẽ lấy cái này ra cho các bạn ấy ăn nha. Ok. Rồi. Phương Phương channel. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.